Tầm này 39k chưa chắc đã mua được một cốc trà sữa đâu, nhưng mà lại mua được hẳn một ly kem siêu xịn đến từ Mỹ. Hello hello, mình là Tú Anh và đây là ở Hà Nội. Không biết nói ra điều này các bạn có tin hay không, nhưng mà mình có thể ăn kem thay cơm. Thật sự luôn đấy, từ bé tới giờ mình luôn là một đứa rất thích ăn kem. Đi đâu thấy kem thì cũng sáng mắt ra và kiểu gì cũng sẽ phải ăn cho bằng được ấy. Và với Swensons thì mình cũng không đếm nổi là mình đã ăn bao nhiêu lần ở đây rồi. Không chỉ là một hãng kem lâu đời đến từ Mỹ, ở Swensons còn có rất nhiều vị. Mỗi một lần ghé vào đây thì mình sẽ đều cố gắng thử một vị mới. Trong tháng 6 này thì có một dịp rất đặc biệt, chính là tròn 10 tuổi của Swensons Việt Nam. Và thật lòng mong ước cho những ai nghiện kem như mình vì hãng cho ra hẳn một ly kem Cheering Sunday để kỷ niệm cái dịp này. Và điều quan trọng phải nhắc lại là ly kem Mỹ 3 tầng này chỉ 39k thôi, có tới 6 vị để lựa chọn. Ước gì có đủ bụng để ăn hết cả 6 ly kem này nhở. Ly kem Sunday của Swensons rất là bắt mắt, có kem whipping này, rồi siro, bánh waffle và cả topping được rắc xung quanh. Chất kem của Swensons mình vốn luôn rất thích vì mềm mịn và không bị quá ngọt. Ly kem 39k siêu hời này sẽ chỉ có trong tháng 6 và áp dụng từ 10 đến 18 giờ mỗi ngày, nên mọi người nhanh chân nha. Bên cạnh đó, vào ngày 28 tháng 6, sinh nhật chính thức của Swensons Việt Nam sẽ có gấu bông và túi tốt trong hóa đơn từ 200k. Ly kem Mỹ xịn đến từ Mỹ mà lại còn rổ giá hợp lý, tội gì mà không đến Swensons ngay thôi nhở.